chắc là nhiều dễ sỏ sâu vào trong này. Tùy hòn đá, xem cái hòn đá như nào. Quá nhiều ấy xe. Cầm hơn viên đá là kỷ niệm trả cho ấy. Cái lấy của anh đá được trên đường người sau vào chợ bổ dục là nhìn nó khác hẳn. Chợ là nhà tranh đấy, đấy cái chợ mà. Yeah. Cái con kia chắc cũng cho lên kiểu đá giống giống này nhưng mà ngồi dịch ra đây tí siêu leo một tí. Ngày mà ôm đá cái ăn ngay là nhiều dễ. Thank you.
Sửa sang cái dễ cái vào đây em ơi. Vâng anh làm đi. Thông báo của chú ngoài đấy. À có người à? Ừ. Thiếu nào? Không. Thiếu như nào vậy? Không thiếu thứ gì cả. Không thiếu được rồi. Một thùng ở dưới, cái thùng trên là đôn đá anh dỡ rồi vào cái thùng của chú. Đang định bảo là bảo vời hôm nay chú ra thì chỉ được bảo chú vào đây. Vâng. Anh nghĩ phiên thì là chú cũng vào định gọi. Bên em đang nghỉ. Đi vòng đường ấy. Đây đi đường này được. Ngồi đấy mà học hỏi. Cặp này à? Ồ ấy chưa? Sách là hút chưa? Để ra mua cho. Nào học hỏi thì phải tạo thư gửi cho đàng hoàng. Thầy có mâm xôi con gà. Đúng. Tưởng cái này mới ấy thôi. Còn học phí thì em thu xong nhé. Một anh đưa anh làm cùng anh đâu rồi? Nó đi làm ở ngoài Liễu Giai. Cái anh mà làm chịu lếp ấy. Đấy, nó đi làm ở ngoài Liễu Giai mà. Anh nhận công trình ngoài đấy thì nó với cả Lam. Hai anh em ra ngoài đấy làm. Anh ở nhà phân chia công việc xong rồi lên đường rồi. Khách cứ chen lấn mua hàng này xếp hàng nhỉ. Tha hồ mà dắt. Đây.
cắt cây mà ông Tuấn nó ngồi cứ xít xoa. Sợ chết khiếp rồi. Con phải cắt cái xưa ở đây như, làm hình ấy. Như thợ cắt bóc, lúc xong lấy đầu chọc lốc. Không còn gì để cắt nữa là xong rồi. Cắt nó phun ra được, ôm vào đá được. Nó cứng như nó có mềm như sợi bún đâu. Miền Phượng Vũ. Đây là máy bây giờ xẻ rãnh nhét dê rồi.
quá đẹp rồi. Đấy đấy, em vừa bảo đây sàn cao treo lên. Có nhiều kích cỡ chứ, đây là cái này cái to mà có cái nhỏ. Hôm trước mua 50 con vui. Như kiểu nó lâu lâu năm rồi ấy. Thì cái đấy là cái mà mình phải tinh chỉnh tay chân, mình chỉ làm phôi thôi, sau đó mình phải sửa lại nữa. Mấy ngày hôm qua nhưng mà cứ tưởng khoảng 5 năm chui vào 5 năm nay. Bây giờ xong tình hình đường này nó còn đang dốc thế này. Đấy, chẳng hạn như mình sẽ làm. Cả như cái này cũng không cảm thấy anh tính được cái rễ bên này, anh phải tính cả cái đoạn bên kia. Xuống được thằng này nhưng nó canh mẹ thằng kia phải tính. Quan trọng là phải có ý tưởng không đến kỹ thuật. Cho đưa xuống cho anh ta. Có chứ, còn lâu nhưng mà ý anh đang nói, đang nói chuyện với cả chú Minh để chú ý tưởng tượng ra cái cách mình làm thế nào để chú nghịch. Có một hòn đá rất đẹp ở đây. Đá anh. Đá này có mình chọn ra. Kiểu này bây giờ sao bây giờ lại như thế này. Chẳng hạn đó, đây nó sau là vài như này thế này chẳng hạn. Đó. Thì nó mới đỡ được vào cái cây như này chứ, không có làm sao đỡ được vào cây. Xong lại tiếp tục lại lối vào đây nữa, làm sao ăn chỗ này vào. Khi dành còn nhiều thời gian nữa thì nó xong được. Ý tưởng của em là nó sẽ như thế này. Kiểu dạng nhà thế này, cũng kiểu qua đã chọn sẵn cái này ra rồi mà. Thế bắt đầu mình lại xử lý bằng xi măng các cái góc này làm sao để cho nó khít vào. Đó là thành công thì mình lại đưa vừa vào đây rồi, xong bắt đầu mình chỉnh trang cho nó chặt chẽ nó xuống. Có cần lấy không anh, che cái áo này cho không? Bây giờ không cần. Cũng, ok rồi. Tuần luôn. Sau nó hoàn thiện còn lên sóng tiếp. Đấy. Xoay xoay rồi ép nhẹ tí. Cơ bản là đã cố định được nó lên đấy rồi. Vàng. Cho em hết một vòng đi. Con này đúng vào đá, sinh ra để vào đá. Đúng là cũng chọn được hòn đá nó cũng ví dụ mình đã ý tưởng mình tốt quá, nhưng mà nói chung là phải có mắt nhà nghề, mắt thẩm mỹ thì mới chọn được. Bậc thầy đấy, bậc thầy rồi. Sao lại tay vào đấy? Dũng à? Mắt dâu đi chứ. Tỉnh lang thang đi. Đã lang thang đi. Học đến hết 3 giờ lang thang. Không, còn học nhiều chứ. Như cụ Lê Linh nói rồi, cũng phải học, bữa học mãi. Bá là tí nữa em đi xe máy qua em chở nhá. Ừ. Thế thiếu tiếng nhiều không như nào thì bảo đấy, em còn không thiếu mà chú. Không đấy, chỗ anh em thì anh cứ phải thẳng thắn nhá, không lại bảo mẹ nó đưa thế thiếu nó chẳng nói gì. Đủ mà, thế anh đã tập trước vào chỗ rồi là nó tập đấy. Cảm ơn anh. Định lang thang tí đi. Em lại lang thang tí. Lang thang. À, chơi. Xin ra phụ anh tí. Không đòi đóng học phí là được. Là vui thôi mà. Vâng. Thích lắm là vâng. Nhất là mình đưa được một cái tác phẩm làm vâng. Mà nhìn thấy nó chuẩn mà mình thích. Vâng. Tâm đắc. Xin nữa là cảm ơn nhá.
cái trang hoàng gơi tốc này của anh nhiều tiền không anh? 9 triệu. Vừa có bác trả 50 đồng nhưng mà chưa được đồng ý lại ra đi rồi. con của anh 42 thôi. Bạn Tuấn vào đây tí là bạn Tuấn ơi. Đó. Bạn Tuấn có thể ngắm tí nào.